mời các bạn đến với chương trình giải đua xe công thức 1. Anh Phạm Tuân và anh Vũ Toản cùng đoàn đua Bắc Dích chuẩn bị vào đường đua. Anh Phạm Tuân mặc áo cút màu xini, còn anh Hữu Toản trong trang phục áo trắng quần mò. Hai anh đang chuẩn bị máy móc để cuộc đua bắt đầu. Hai anh cố gắng la liếm giải thưởng cho đội Việt Nam. Vâng, hai anh đã xuất phát. Oh,